Chào các em, thầy tên là Lê Thanh Thước, giáo viên trường tiểu học Trương Định, quận 12 và đến với chúng ta qua tiết luyện tập trung trang 61 toán 5. Các em thân mến, đến với tiết học này, chúng ta cần củng cố về cái phép cộng, phép trừ, phép nhân số các số thập phân và biết sử dụng tính chất nhân một số thập phân với một tổng của hai số thập phân nha. Bây giờ thầy mời các em chúng ta bắt đầu vào tiết học. Các em thân mến, đến với bài tập số 1 có yêu cầu như sau: đặc tính rồi tính. Ở bài này chúng ta có cái yêu cầu là đặc tính rồi tính thì chúng ta có hai cái yêu cầu. Thứ nhất là chúng ta đặc tính rồi sau đó là chúng ta tính. Thầy lưu ý ở các em ở bài số 1, ở bài 1A và 1B, bài phép cộng và phép trừ hai số thập phân thì chúng ta đặt tính sao cho các dấu phẩy thẳng hàng với nhau, các số ở các hàng thẳng cột với nhau nha. Còn riêng ở phép nhân thì chúng ta đặt tính giống như là nhân các số tự nhiên, chúng ta thực hiện cũng giống như là nhân các số tự nhiên. Rồi xong rồi chúng ta sẽ đếm xem coi có bao nhiêu chỉ số ở phần thập phân thì ở tích từ phải qua trái chúng ta đếm bấy nhiêu chỉ số rồi chúng ta đặt dấu phẩy nha. Như vậy chúng ta đã vừa nhớ lại về cách đặt tính rồi tính. Bây giờ thì mời các em hãy tạm dừng video để mà chúng ta thực hiện một tính. Sau khi chúng ta tính xong thì mời các em hãy mở lại video để mà đối chiếu kết quả nha. Thầy mời các em. Thầy mời các em chúng ta mở lại video. Đầu tiên chúng ta thực hiện đặc tính. Ở bài A ta lấy 375,86 cộng 29,05. Ta đặc tính, ta lấy 6 cộng 5 11, viết 1 nhớ 1. 8 cộng 0 là 8, nhớ 1 là 9, viết 9. Chúng ta hạ phẩy thẳng hàng, 5 cộng 9 14, viết 4 nhớ 1. 7 cộng 2 là 9, nhớ 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 3 nhớ 1 nữa là 4. Như vậy ta có kết quả 375,86 cộng 29,05, ta được kết quả là 404,91. Tương tự như vậy đối với bài trừ, chúng ta cũng đặt tính và chúng ta trừ theo thứ tự trừ giống như là trừ số tự nhiên từ phải qua trái. Như vậy ta cũng được kết quả là 53,648. Ở bài nhân chúng ta đặt tính giống như là rồi chúng ta thực hiện phép tính giống như là nhân số tự nhiên. 4 nhân 6 24, viết 4 nhớ 2, 4 lần 1 là 4, nhớ 2 là 6. Chúng ta viết 6. 4 lần 8 32, chúng ta viết 2 nhớ 3. 4 lần 4 16, với 3 nữa là 19, chúng ta viết 19. Chúng ta lấy 3 nhân 6 là 18, viết 8 nhớ 1. 3 nhân 1 là 3, nhớ 1 nữa là 4, chúng ta viết 4. 3 nhân 8 24, viết 4 nhớ 2. 3 nhân 4 12, với 2 14, chúng ta viết 14. Sau đó chúng ta sẽ cộng hai cái tích riêng lại với nhau. 4 cộng 0 là 4, viết 4. 6 cộng 8 14, viết 4 nhớ 1. 2 cộng 4 là 6, nhớ 1 là 7, viết 7. 9 cộng 4 là 13, viết 3 nhớ 1. 1 cộng 4 là 5, nhớ 1 nữa là 6. Chúng ta viết 6. 0 cộng 1 là 1, viết 1. Rồi, sau đó ở tích chúng ta đếm xem ở hai thừa số trên có bao nhiêu chỉ số ở phần thập phân thì ở tích chung chúng ta đếm từ phải qua trái bấy nhiêu chữ số rồi đặt dấu phẩy nha. Ở đây chúng ta thấy có ba chữ số ở phần thập phân của cả hai thừa số thì ở tích chúng ta sẽ đếm từ phải qua trái ba chữ số và đặt dấu phẩy. Như vậy ta có kết quả là 163,744. Và thầy chúc mừng tất cả các bạn, chúng ta đều có kết quả giống như phần bài giải. Thầy xin chúc mừng các bạn nha. Các em thân mến,
Ở bài ôn tập số 2 là chúng ta sẽ ôn tập về cái cách tính nhẩm nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, vân vân, cũng như là nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001. Như chúng ta đã biết là muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 thì ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1, 2, 3 trị số. Cũng như là nhân nhẩm một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001 thì ta cũng chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái 1, 2, 3 trị số. Như vậy là chúng ta đã nhớ về cách làm rồi ha. Bây giờ thầy mời các em hãy tạm dừng video để chúng ta làm bài. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta mở lại video để chúng ta kiểm tra kết quả xem có mình thực hiện đúng sai nha. Thầy mời các em. Thầy mời các em chúng ta hãy mở lại video và chúng ta sẽ đối chiếu kết quả nha. Ở bài A, 78,29 nhân 10 bằng 782,9. 78,29 nhân 0,1 bằng 7,829. Ở bài B, 265,307 nhân 100 thì ta cũng sẽ được, ta chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số, ta được là kết quả là 26.530,7. Bài kế tiếp, 265,307 nhân với 0,01. Như vậy là một muốn nhân một số thập phân với 0,01 thì ta sẽ chuyển dấu phẩy của số đó sang lần lượt sang bên trái hai chữ số. Như vậy ta được kết quả là 2,65.307. Ở bài C, 0,68 nhân 10 và ta chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số và ta được là kết quả là 6,8. 0,68 nhân 0,1 thì ta chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số thì ta được kết quả là 0,068. Như vậy chúng ta thực hiện xong về cái cách tích nhẩm nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 cũng như là nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001. Vậy bạn nào cho thầy biết muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 ta làm thế nào? Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 thì ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải 1, 2, 3 chữ số. Tương tự như vậy, các bạn hãy cho thầy biết muốn nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001 ta làm thế nào? Muốn nhân một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001 thì ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái 1, 2, 3 chữ số. Như vậy, thầy và các em đã vừa ôn lại cái cách nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000 cũng như là nhân nhẩm một số thập phân với 0,1, 0,01, 0,001 rồi nha. Rồi bây giờ thầy mời các em hãy cùng nhau tiếp tục chúng ta ôn tập tiếp bài thứ 3. Ở bài ôn tập tiếp theo, chúng ta có cái yêu cầu như sau. Tính rồi so sánh giá trị của A cộng B tất cả nhân C và A nhân C cộng B nhân C. Ở đây chúng ta có cái bảng, đây là cái giá trị của cột A, đây là cột giá trị của B và giá trị của C. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ thực hiện hai cái biểu thức, chúng ta thay chữ bằng số, chúng ta thay chữ bằng số rồi chúng ta sẽ thực hiện hai biểu thức. Rồi chúng ta sẽ so sánh hai cái giá trị của biểu thức đó nhé. Và bây giờ thầy mời các bạn chúng ta hãy tạm dừng video và chúng ta làm bài. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta mở lại video để chúng ta đối chiếu kết quả nhé các em nhé. Thầy mời các em. Thầy mời các em quay lại với bài tính rồi so sánh giá trị của A cộng B tất cả nhân C và A nhân C cộng B nhân C. Nếu chúng ta thay chữ bằng số thì ta được là 2,4 cộng 3,8 tất cả nhân cho 1,2.
Và như vậy chúng ta trong cái biểu thức có dấu ngoặc đơn thì chúng ta sẽ thực hiện trong dấu ngoặc đơn trước. Thì ta được là 6,2 nhân với 1,2 và ta tính ta được kết quả là 7,44. Tương tự thay chữ bằng số như vậy, ta cũng thay vào cái biểu thức A nhân C cộng B nhân C thì ta cũng được là 2,4 nhân 1,2 cộng 3,8 nhân 1,2. Ta được, chú ở đây chúng ta thấy trong một biểu thức có phép nhân và phép cộng thì ta sẽ thực hiện phép nhân trước, rồi sau đó chúng ta mới cộng hai kết quả sau. Và chúng ta lấy 2,4 nhân 1,2 thì ta được là 2,88 cộng 4,56. Và ta cũng được kết quả là 7,44. Các bạn thấy ở hai cái giá trị của hai cái biểu thức, chúng ta thấy ở giá trị của hai biểu thức này bằng nhau. Vậy thì các bạn suy nghĩ xem coi hai biểu thức này như thế nào với nhau. Và hai biểu thức này chúng ta bằng nhau. Như vậy là ta có là 2,4 cộng 3,8 tất cả nhân 1,2 thì bằng với lại 2,4 nhân 1,2 cộng 3,8 nhân 1,2. Tương tự đối với bài cột dưới, chúng ta có thay chữ bằng số, ta cũng có biểu thức. Và ta được cái kết quả. Và ở đây chúng ta cũng thấy kết giá trị của hai biểu thức này của nó cũng bằng nhau. Vậy bạn nào cho thầy biết, các bạn hãy cho thầy biết là muốn nhân một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể làm như thế nào? Ở đây muốn nhân một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể lấy từng số hạng của tổng đó nhân với số thứ ba rồi cộng tích hai kết quả lại với nhau. Các bạn nhớ chưa nè? Các em thân mến, vừa rồi thầy và các em đã cùng nhau chúng ta tìm hiểu và ôm lại các cái thực hành các phép tính, thực hành các phép tính cộng, trừ, nhân các số thập phân và sử dụng tính chất nhân một số thập phân với một tổng của hai số thập phân. Và chúng ta nhớ, và sau khi chúng ta làm bài, chúng ta nhớ nộp bài lại cho thầy cô của mình nha. Thầy chào các bạn. Chúc các bạn vui khỏe.